Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Minh Luân lần đầu đưa bạn gái đến sự kiện, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ và có con trong tương lai. Diễn viên Minh Luân tay trong tay đi dự sự kiện cùng bạn gái là ca sĩ Thiên Hương. Cả hai nhận được lời khen của nhiều người về sự đẹp đôi cũng như tình tứ của mình. Vào tối 29 tháng 3 vừa qua, diễn viên Minh Luân lần đầu đưa bạn gái Thiên Hương đi dự sự kiện do chính anh tổ chức. Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện khi tình tứ nắm tay sánh bước bên nhau trên thảm đỏ. Được biết, cặp đôi công khai tình cảm vào tháng 2 vừa qua sau hơn một năm hẹn hò. Theo Thiên Hương chia sẻ, cả hai đã từng nhiều lần dự định sẽ kết hôn, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hoãn lại. Cô cho biết thêm, gia đình hối thúc chúng tôi tổ chức hôn lễ và sớm sinh con trong tương lai gần. Vào thời điểm khi vừa quen biết nhau, bạn gái Minh Luân có chút e ngại khi thấy những ồn ào trước đây của anh. Nhưng khi tiếp xúc, cô dần hiểu hơn về con người anh và có niềm tin hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi hiện đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và dự định sẽ kết hôn trong khoảng thời gian không xa. Theo tìm hiểu, sự kiện vào tối 29 tháng 3 vừa qua là buổi ra mắt 4 dòng nước hoa mới của Minh Luân. Đây cũng là dịp đánh dấu sự thành công của anh trong một khoảng thời gian dài thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Tại event, nhiều người nổi tiếng cũng có mặt để chia vui cùng nam diễn viên. Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Thịnh mặc đồ ton xịt tông màu đen đến chúc mừng Minh Luân. Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân khiến không ít người trầm trồ trước vẻ đẹp của mình tại sự kiện. Cô chọn chiếc đầm có thiết kế khoe vai trần cùng túi xách hiệu sánh bước bên ông xã. Cặp đôi Phi Nhung và Phan Mạnh Quỳnh cũng có mặt tại buổi event. Được biết, nam nghệ sĩ về Việt Nam vào đầu tháng 3 để tham gia một số chương trình âm nhạc. Sau đó sẽ quay trở lại Mỹ để tiếp tục làm việc và sinh sống. Bất ngờ với mối quan hệ hiện tại của Lý Nhã Kỳ và Sa Thi Mạn. Tình bạn xuyên biên giới của Lý Nhã Kỳ và Sa Thi Mạn từng khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đến hiện tại, nữ đại gia Kim Cương V-Pix cho biết họ vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn hé lộ mối quan hệ hiện tại của cô với diễn viên đình đám Hồng Kông Sa Thi Mạn. Theo đó, dường như bất cứ động thái mới nào của Lý Nhã Kỳ đều được người bạn ở xa quan tâm và dành sự tán thưởng, động viên. Tình bạn tri kỷ không cần nói nhiều, không cần bên nhau mỗi ngày, chỉ cần âm thầm theo dõi nhau và ủng hộ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Mãi mãi là tri kỷ nhé Sa Thi Mạn, Lý Nhã Kỳ viết. Từ lâu, nhiều người đã được nghe về tình bạn thân thiết, gắn bó như tri kỷ giữa Lý Nhã Kỳ và ảnh hậu giàu nhất Hồng Kông Sa Thi Mạn. Chính nữ diễn viên thâm cung nội chiến từng đăng ảnh chụp chung với Lý Nhã Kỳ và giới thiệu nữ đại gia V-Pix là người bạn thân của cô trên trang cá nhân hồi tháng 10 năm ngoái. Các fan cũng thường xuyên được thấy cả hai tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tình bạn này bắt đầu nở rộ kể từ tháng 11-2015 khi Sa Thi Mạn đến tham dự một sự kiện của Lý Nhã Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bất chấp lịch làm việc dày đặc, Nhất Tỷ TVB từng dành hẳn một tuần đi du lịch miền Trung cùng với Lý Nhã Kỳ. Nữ đại gia V-Pix từng chia sẻ, cô và Sa Thi Mạn trở nên thân thiết bởi cả hai có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, đặc biệt là sở thích kinh doanh bất động sản. Về phần Sa Thi Mạn, cô cũng luôn sẵn sàng tham gia các sự kiện của Lý Nhã Kỳ nhằm hỗ trợ và ủng hộ người bạn thân của mình. Nếu Lý Nhã Kỳ làm phim và mời tôi đóng, tôi không có lý do gì để từ chối, Sa Thi Mạn chia sẻ. Tình bạn của Lý Nhã Kỳ và Sa Thi Mạn được đánh giá là hiếm có trong làng giải trí, đặc biệt hơn cả là giữa một ngôi sao nữ đến từ Việt Nam và một minh tinh nổi tiếng của quốc tế. Nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai mỹ nhân, bởi dù không thường xuyên gặp gỡ, nhưng họ đều dành sự quan tâm cho nhau. Khi Sa Thi Mạn cần, Lý Nhã Kỳ đều xuất hiện và ngược lại. Bạn có ấn tượng trước tình bạn đẹp của Lý Nhã Kỳ và Sa Thi Mạn không? Hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi nhé! Đoan Nguyễn và bạn trai đi du lịch tình tứ, ảnh chụp ngọt ngào phát hờn. Muốn đi nhiều nơi ở Việt Nam là mục tiêu của tụi mình năm nay, Đoan Nguyễn vui vẻ chia sẻ. Đoan Nguyễn là ca sĩ được khán giả yêu mến trong V-pop, sự nghiệp không vướng nhiều ồn ào. Nhiều năm trôi qua, tên tuổi của anh vẫn có sức hút nhất định với người hâm mộ. Ngày lễ Valentine năm 2020, giọng ca ông xã em Number One lần đầu tiên giới thiệu bạn trai sói ca với công chúng. Sau khi công khai và nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cặp đôi dường như thoải mái thể hiện tình cảm của mình hơn. Câu chuyện tình yêu bền vững kéo dài tới nay đã là năm thứ 9, khiến khán giả
cùng xúc động và ngưỡng mộ. Mới đây, cả hai tiếp tục chứng minh hạnh phúc bằng một chuyến đi du lịch ngọt ngào tại miền biển. Theo nam ca sĩ chia sẻ, Đông Nguyễn cho biết điểm đến trong hành trình này là Côn Đảo. Anh tiết lộ rằng không có nguyên cớ gì to tát, mà chỉ là đơn giản cả hai muốn đi chơi cùng nhau mà thôi. Chuyến du lịch Côn Đảo diễn ra vỏn vẹn chỉ một ngày, nhưng có thể thấy cả hai đã có những giây phút vô cùng vui vẻ. Ca sĩ sinh năm 1982 và người yêu kém 8 tuổi, sánh đôi tình tứ, ánh mắt và nụ cười đều lấp lánh niềm hạnh phúc đong đầy. Trước đó, Đông Nguyễn cùng Thanh Tú đã du lịch đến Đà Nẵng, Phú Quốc. Những chuyến đi ngắn ngày là khoảng thời gian cả hai vun đắp tình cảm và tận hưởng sự riêng tư. Cặp đôi chia sẻ, muốn đi nhiều nơi ở Việt Nam là mục tiêu của tụi mình trong năm nay. Khán giả dành nhiều lời khen và chúc mừng cho mối tình đẹp của Đông Nguyễn bên dưới bức ảnh được anh chia sẻ trên trang cá nhân. Chưa cần khoe cái nắm tay hay nụ hôn, chỉ cần họ đứng cạnh nhau cũng đủ ngọt ngào khiến người hâm mộ xuýt xoa ngưỡng mộ. Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 39, nhưng Đông Nguyễn vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan, sở hữu ngoại hình trẻ trung, nên khi đứng cạnh bạn trai Thanh Tú kém tuổi, cả hai được nhận xét vô cùng đẹp đôi. Được biết, nam ca sĩ Ông Xã Em Number One và bạn trai yêu nhau được một thời gian khá dài trước khi quyết định công khai với công chúng. Chia sẻ về cơ duyên lần đầu gặp mặt, anh cũng cho biết cả hai gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một người bạn và lúc đó anh cũng có để ý nhẹ Thanh Tú. Về sau, cả hai đi chơi, trò chuyện nhiều hơn và bị cuốn theo tình cảm từ lúc nào không hay. Trả lời về việc có sợ phải đối diện với những lời không hay về cộng đồng LGBT, Đông Nguyễn thẳng thắn cho biết khi Tú với Đông ra đường cũng có người bàn tán hay trên Facebook cũng có những lời bình luận không hay. Nhưng Tú nghĩ, giờ mình quan tâm làm gì, chẳng lẽ chỉ là giải thích với người ta, thôi thì mình dành thời gian đó làm việc có ích cho bản thân. Mình sống thế nào mình biết, gia đình biết, người thân xung quanh biết là được. Là người khá kín tiếng, nên Đông Nguyễn ít chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mỗi khi cặp đôi xuất hiện, lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Có thể thấy, câu chuyện tình yêu ngọt ngào và bền chặt của Đông Nguyễn và Thanh Tú truyền đi nguồn cảm hứng sống tích cực cho rất nhiều người.